cái khổ của chúng sanh ta không phải ai cho mình, mà cái khổ là chính tự tâm mình nó nhận những cái bóng dáng mà không có thiết thực, huyễn hóa cho là cái thật, rồi chúng ta đắm chìm với cái đó. Một cái điều người ta làm tốt không bao giờ mình nhớ, mà thậm chí có nhớ nhớ lờ mờ. Mà thử thời bây giờ ai mắng mình một câu, đứng cách như thế nào, mắt trợn làm sao, răng nghiến làm sao, tai chống nạnh sao, mình nhớ hết. 3 năm sau gặp hỏi lại, nói tôi diễn tả cái tướng nó chửi tôi cho chị coi. Diễn y chang. Mà cái mà những cái gì cần nhớ mình không nhớ. Cho nên khi mình còn nhỏ đó, có rất nhiều thứ mình nhớ. Rồi khi mình nhớ, mình lớn lên rồi, những cái mà mình mới tiếp xúc trong sau này đó, quên hết trơn. Mình nhớ những cái cũ thôi. Bây giờ mà ngồi lại với mấy bà cụ mà chỉ cần bấm nút là hồi nhỏ làm sao thôi. Bắt đầu kể cho nghe. Mà cụ nào mà giận chồng đó, chồng làm gì sai đó, ngồi kể không nghe, không có xíu gì hết. Hay là cụ nào mà giận vợ hay giận con, giận cháu gì nhớ hết. Cho nên cái khổ của chúng ta là cứ nhớ cái quá khứ, cái lo cái tương lai mà quên đi cái hiện tại. Hiện tại của chúng ta là chúng ta đang sống. Tuổi của chúng ta mỗi ngày mỗi già lớn đi. Sức khỏe chúng ta mỗi ngày mỗi giảm dần. Bây giờ ăn không còn nhiều như ngày xưa, không còn biết ngon như hồi đó. Tâm hồn mình nó không có còn phấn chấn như ngày xưa, tại vì cái thân thể của mình bắt đầu nó bệnh hoạn thì tự nhiên tâm hồn mình nó cũng mệt mỏi theo. Bởi vậy thân với tâm là một. Thân mà bệnh á, thì tâm cũng buồn rầu theo. Mà tâm mà buồn rầu thì thân cũng bệnh hoạn theo. Thế thì chúng ta tu Phật để làm gì? Không phải chúng ta lại Phật, tụng kinh là đủ. Nhưng mà chúng ta phải nhận ra cái lời Phật dạy rằng nếu chúng ta không biết trở về để lo cái gốc, tức là lo cái tâm, thì không có cành lá nào nó tươi tốt được. Như khi chúng ta tưới cây, chúng ta tưới cái gốc, chứ không ai mà leo lên cây tưới từng cái lá hết. Chỉ cần cái gốc mà được tưới thì cành lá nó sẽ xum xuê, nó đẹp. Chỉ cần cái tâm mà chúng ta biết thích khe nó, biết chăm sóc nó, thì tự nhiên trong cuộc sống này nó đỡ ra lắm. Bây giờ chúng ta chăm sóc bằng cách nào? Quên đi những cái gì mà làm cho chúng ta khổ. Đã biết nó là khổ mà cứ nhớ nó hoài, cái đó mới là cái chết của mình đó. Mà cái này kêu cái gì phải không? Chết chắc. Cho nên biết cái đó là khổ thì chúng ta phải tập buông. Bởi vì sao? Bởi vì không buông thì không được. Mà cái này không phải là lý thuyết mà cũng chẳng ai làm được cho mình, mà chính mình phải tự buông. Bởi vì sao? Bởi vì chính mình là người tự đem nó vào. Có một hôm đó, có một vị thầy, ông đi vô trong phòng của ông khóa cửa lại. Xong rồi ông liền cái chìa khóa ra sân. Ông đứng trong phòng la lên: "Cứu tôi với, cứu tôi với." Đệ tử ở trong chùa chạy ra, người thì đi tìm đồ để đập ổ khóa, người thì đi tìm cách mở. Quá trời đệ tử lăng xăng để mà tìm cách cứu thầy. Thì có người đệ tử tìm được cái sâu chìa khóa ở cái gốc cây. Thay vì tới mở cửa cho ông thầy, người đệ tử cầm chìa khóa đưa ra cho thầy. Ông thầy chụp cái chìa khóa đấy: "Ta với mi thấy nhau." Tại sao người đệ tử làm như vậy? Thầy tự khóa thì thầy tự mở. Cái câu chuyện đó nó muốn nhắc với chúng ta, không có ai mở chối cho mình, tự mình phải giải thoát cho mình. Cho nên chữ giải thoát trong Phật giáo không còn là trừu tượng, mà nó là một sự thực tập. Chữ giải là mở, chữ thoát là vượt ra. Pháp Hòa ví dụ,
mình được một người yêu, mừng quá, vui quá. Người đó yêu tôi cũng yêu người đó. Nhưng mà trong tình trường, biết đâu khi mình được cái người này, người yêu này, thì cũng có kẻ nào đó thứ ba khổ đau vì mất người yêu, tại cô đó cũng thương anh này và cô đó cũng đau khổ. Vậy thì khi mà một hôm nào đó mình với cái người đó không còn thương nhau nữa, mình sẽ đau khổ. Thì mình sẽ đồng cảm rằng ngày xưa lúc mình được yêu đó, thì cũng có người thứ ba chắc cũng đau khổ như vậy. Cho nên nếu mà nói khổ thì trên đời này ai cũng khổ hết đó. Khổ giống nhau, chỉ có điều khác tên thôi, khác cái tên gọi thôi. Ví dụ như quý vị nói, trời ơi tôi khổ lắm, tôi phải lo cho gia đình. Nó thầy đâu có khổ gì đâu. Nó dạ thầy cũng khổ, thầy lo chùa. Mấy thầy, mấy vị ngày lo có tháng, lo có nửa cái bill hay phần ba cái bill của chùa, nội cái bill điện thôi, gấp 5-10 lần cái nhà của mình. Vì mình cứ tưởng tượng cái nhà mình bao nhiêu trăm square feet mà bao nhiêu điện mình xài, mà chỉ có 4-5 người trong nhà mình, còn đây là công cộng. Nhưng mà thật sự ra nếu mà nói về lo thì ai cũng lo giống nhau hết. Cho nên cái thực tập của chúng ta là chúng ta thấy mọi việc đó là chuyện bình thường trong cuộc sống, thì tự nhiên nó nhẹ ra. Tất cả do tâm. Hễ mình nghĩ nó là một cái chuyện gì hệ trọng, cái nó thành ra hệ trọng. Ví dụ ha, cái lúc mình vui với nhau á, thân thiết với nhau á, người ta mắng mình đồ quỷ, cái trời cười vui lắm. Nhưng mà bữa nào hết thân coi, người ta mắng mình đồ quỷ coi, cái mình cự liền, nói tại sao chị nói tôi quỷ, tôi ma. Tức là khi mình vui là mình nhận câu đó khác, khi mình buồn mình nhận câu đó khác. Vậy thì cái câu đó, cái câu quỷ đó, bản chất nó có khổ vui gì không? Không có. Mình nhận nó. Vậy thì chúng ta tu Phật để làm gì? Để chúng ta có được cái sự định tĩnh của tâm. Bởi vì khi mà tâm định tĩnh thì chúng ta sẽ nhận biết rằng tất cả đó là chuyện bình thường. Trăng tròn thì khuyết, đời có hợp có tan, người có già có trẻ có sống. Trên cuộc đời này không có cái gì mà tồn tại bất biến, cho dù là Đức Phật. Đức Phật cũng sẽ ra đi, cũng đã ra đi năm ngày 80 tuổi, thì không có người nào được ngoại lệ. Thậm chí cái người sống thọ nhất trên thế gian này là ông Bành Tổ. Ông Bành Tổ mà chúng ta thường gọi là ông Thọ đó, Phước Lộc Thọ mà chúng ta hay kêu ông Thọ đó. Ông Bành Tổ mà theo sử nói là ông sống tới 800 năm, nhưng mà thực tế có 300 tuổi à. Đọc lịch sử ông có 300 tuổi thôi, 59 bà vợ. Nếu mà sống thêm chút chắc cũng được 60. Nhưng mà giờ 59 hay 60 thì cũng chết thôi. Cho ông Bành Tổ hồi xưa trong mấy cái bài mà người ta khai thị, ông Bành Tổ sống 800 năm rồi cũng chết. Bầu thuốc thánh không chữa được người hết số, chén linh đơn sao chữa được bệnh nan y. Bầu thuốc thánh cũng không cứu được người hết số, cho dù đó là chén thuốc tốt, chén linh đơn cũng không thể chữa được bệnh nan y. Vì cái sự thật của cõi đời là có già, có bệnh, có chết. Đó là cái quy luật thứ tự. Nếu ai có phước lắm được thứ tự đó, già rồi bệnh rồi chết, đó là hạnh phúc theo thứ tự. Có những người người ta chết không có thứ tự nữa, 20 tuổi đã chết rồi, không bệnh. Vậy thì nếu mà ai mà được chết già, bệnh, chết, đó là hạnh phúc lớn. Cho nên có một cái vị đó tới xin, đầu năm thầy cho con vài câu đối để treo trong nhà để ăn Tết. Ông thầy ông lấy viết, ông ghi cha ông nội chết, cha chết, mẹ chết, ba chết, con chết, cháu chết, chắc chết, một lô cả nhà chết. Ông cư sĩ ông cự quá trời, ông nói trời Tết nhất mà thầy cho gì mà chết tùm lum vậy. Ông nói chết thứ tự hạnh phúc lớn.
ông nội chết rồi mới tới cha chết, cha chết rồi mới tới con chết, chết thứ tự vậy sướng quá rồi chứ muốn gì nữa. Cho thưa đại chúng là cái thiền, cái khi mà chúng ta có định tĩnh để chúng ta sẽ biết quên đi cái quá khứ, quên đi cái đau khổ để chúng ta sống với cái hiện tại. Pháp Hòa đã từng gặp rất nhiều gia đình đổ vỡ. Thì khi mà trong gia đình đổ vỡ rồi thì người mẹ hụt hẫng, người mẹ bỏ phế con cái luôn. Cha thì không lo là đành rồi, cha đi rồi, giờ mẹ giữ lại con, mà mẹ cũng không lo. Mẹ đi chơi với bạn, hoặc là mẹ đánh bài, mẹ nói chung là tại đau khổ quá thôi. Rồi quên cái chuyện mà mình phải chăm sóc con. Mà khi con mà nó lớn lên, nó tập tành theo bạn bè làm việc xấu, rồi lúc đó hối hận, trời ơi tôi quên chăm sóc con. Cho nên đã có rất nhiều những hoàn cảnh trong cộng đồng của chúng ta, thì những hoàn cảnh đó là mỗi hoàn cảnh là mỗi tiếng chuông cảnh tỉnh cho mình. Không có ai mà thương mình bằng mình. Sở dĩ mà mình thương mình đó, sở dĩ mình thương người ta là tại người ta thương mình. Như vậy rõ ràng, nếu nói cho cùng là mình thương mình nhất. Tại người ta thương mình cho nên mình mới thương người ta lại. Cho nên quên đi cái đau khổ, quên đi cái hận thù. Quý vị có nhớ không? Ta thường nói hận thù. Mà hận là gì? Là khi mà mình ghét cái người đó mà không có bỏ qua, rồi mình để trong lòng lâu ngày, cái đó nó tô đậm, nó in ở trong lòng mình nặng, nó thành nó hận. Mà khi mình mà mình hận quá rồi mình muốn làm gì? Mình phải báo thù để rửa hận. Tức là mình tìm cách mình hại người đó. Nhưng mà ở đời mà luật pháp, mình hại người ta, ta chết. Nhưng mà thế nào mình cũng phải luật pháp trị mình lại. Tại vì cái đó là cái cuộc sống, luật nó là như vậy. Rồi mình ở trong những cái tù tội, lúc đó mình hối hận. Cho nên thưa đại chúng, khi mà mình quên đi, thường thường mình hay lấy cái người ta làm trật, người ta nói sai để mình tự mình làm khổ mình. Cái câu nói người ta nói xong người ta đi về rồi, mình lấy câu đó mình làm khổ mình, làm khổ mình ngày và đêm. Cho nên có một vị hiền triết mới nói, người đời hay lấy những điều sai lầm của người khác đối với mình để tự trừng phạt mình. Cái câu người ta nói đó mình đem về mình ngủ không được, nhớ tới là ăn cơm ngon. Đang ăn cơm ngon vậy đó mà nhắc tới câu nói cái người đó, cái là tự nhiên mình nghẹn, mình ăn không nói nữa. Mình nhớ tới người đó mình ngủ không được nữa. Thậm chí mà hai người bạn đang vui vẻ mà nhắc tới tên người đó cái tự nhiên mình đổi sắc, mình đổi hình, mình đổi cái cách. Cho mình quên cái gì nữa? Mình quên đi những cái khuyết điểm của người khác. Tại vì mình quán chiếu mình thấy con người ở đời ai mà không có cái lỗi. Thậm chí chúng ta, đôi khi chúng ta cũng có những lỗi lầm. Cho nên thưa đại chúng là trong nhà Phật có cái danh từ bố thí. Bố thí là gì? Là giving. Nhưng mà bố thí không nhất thiết phải bố thí tiền của vật chất. Nếu mà lỡ ai làm cái gì sai, mình tha cho người ta. Mình tha cho người ta là mình bố thí rồi đó. Bố thí cái lỗi lầm của họ. Nhưng mà khi mình bố thí lỗi lầm đó là mình cũng đang cứu khổ ai? Cứu khổ mình. Tại vì mình bỏ được cho người đó, mình hết khổ, mình hết buồn. Thưa đại chúng, hồi nhỏ và đi tu Phú Hòa chấp lắm. Chấp là gì? Là dính mắc. Một là một chứ không chịu một là hai. Người tu phải như vậy, người tu phải thế kia. Ai làm trật là Pháp Hòa bực bội lắm, thậm chí nói thẳng nữa. Nhưng mà sau nhiều lần á, mình càng sống thẳng thừng vậy, cái tự nhiên hình như xung quanh mình không còn ai hết trơn. Tại vì mình là một con nhím, gặp ai mình cũng bắn, riết ai gặp mình cũng né hết trơn. Từ đó thì mình phải rút, mình phải biết rút lại. Sống làm sao thật sự mình có biết người ta thương mình không, người ta có biết mình có biết không. Trong cuộc sống mình dễ biết lắm. Người ta gặp mình mà ta, chị khỏe không, anh khỏe không, hay là lâu lâu người ta còn phone thăm mình. Mà ở đời nó khổ lắm, không ai phone thăm mình hết cũng buồn, mà ai phone hoài nó mệt ghê vậy, tối ngày phone hoài.
Và nhiều lúc mình còn nói khổ lắm, phone hoài, kiếm hoài, nhưng mà không ai phone cũng buồn. Nhiều khi người ta xin số phone rồi quá trời, cho quá trời mà không thấy ai phone trơn. Cho nên khi mình sống á, mà mình biết có uyển chuyển, khi mình chấp nhiều nào á, trong đầu mình nó để cái đó rồi tối mình chim bao. Rồi mình giận một người bạn phải không, mà người bạn nó chưa hề xin lỗi mình chưa tha thứ, trời ơi chim bao thấy gây lộn với người đó hoài. Và đến khi nào mà cái người đó xin lỗi mình rồi, tự nhiên người đó không còn xuất hiện trong giấc chim bao mình nữa. Cho nên quên đi những cái điều lỗi lầm của người khác cũng là một cái cách mà cho chúng ta giải thoát cho mình. Chữ giải là mở, thoát là vượt ra. Cho nên đừng có đợi chết mới vãng sanh. Có nhiều người nói nguyện cho con mai mốt chết được vãng sanh. Rồi đại chúng ngay bây giờ sống mà không chịu vãng sanh, chết đi gì nói. Chữ vãng nghĩa là gì? Chữ vãng nghĩa là đi đến. Chữ sanh là sống, đi đến một cái đời sống mới gọi là vãng sanh. Ví dụ như hồi đó mình ở Việt Nam khổ quá trời luôn, mình kiếm chiếc tàu để vãng sanh. Qua được cái mấy cái trại tị nạn là mình cũng được vãng sanh. Mà vãng sanh gì? Hạ phẩm hạ sanh. Giống như trong kinh nói là cửu phẩm liên hoa vi phụ mẫu vậy đó. Hạ phẩm hạ sanh hay là trung phẩm trung sanh. Đến khi nào mình được giấy tờ mình định cư qua ở nước tự do rồi thì gì? Thượng phẩm trung sanh. Rồi bắt đầu phải đi làm, chịu cực nhọc đi làm để kiếm tiền nuôi gia đình ở Việt Nam, nuôi gia đình ở đây. Ngày nay nhà cửa có, xe cộ có, con cái thành tài. Bây giờ mình bắt đầu già nua rồi bắt đầu hưởng phước. Thôi ai làm gì làm, không có nhớ, không có buồn phiền gì nữa hết. À, bây giờ mình làm má chính phủ, mỗi tháng chính phủ đưa tiền thẳng vô 800-900. Sướng thấy mồ vậy mà không sống. Phải hoài chọc mấy bác bên Mỹ hoài. Đi bác nào mà đi Việt Nam chơi với nó, cha tháng này con trai Obama cho tiền đi chơi. Thì quý vị cứ nghĩ con có phải mà mấy bà già mình, ông già mình đây là má ba của chính phủ không? Nếu như mình ở bên Việt Nam chắc gì mình được vậy không? Làm sao mình có tiền được như vậy? Làm sao mình có cuộc sống được như vậy? Thì nếu mà mình biết quán chiếu, trời ơi đây là cái hạnh phúc, thì tự nhiên mình hạnh phúc à. Cho nên hạnh phúc không ai cho mình, mà hạnh phúc là tự ở trong lòng mình biết suy nghĩ cái công việc đó nó nhẹ nhàng. Thí dụ như người ta tới, người ta nói chị, em góp ý với chị một chút nha, chị làm này. Thì mình đừng nghĩ cái đó là người ta sửa lưng mình, mà mình nghĩ rằng cái đó là người ta góp ý với mình, người ta làm cho mình tốt hơn. Thì tự nhiên mình sẽ tiếp nhận cái điều đó và mình sẽ nhẹ nhàng với người đó. Còn nếu mình nghĩ là người ta sửa lưng mình, cái là tự nhiên mình gặp người đó, cái tự nhiên mình có cái gì đó nó lựng khựng với cái người đó. Thưa đại chúng, mỗi lần Pháp Hòa mà nói mấy thầy mấy chú gì, Pháp Hòa hay phải đính chánh nha, thầy không có la nha. Thầy chỉ nói để mấy đứa biết mà sửa nha, chứ thầy không có la nha. Khổ vậy đó. Hãy nói để thôi người ta hiểu lầm là mình la, mà thiệt sự là cái tâm ý mình không có gì muốn sửa cho cái người đó tốt hơn. Đặc biệt là một người thầy, một người cha, một người mẹ là không bao giờ muốn con mình dở. Và mình ghét bỏ gì con mình thương mình mới sửa. Cho nên mỗi lúc mình nói thì phải nói cho rõ. Có một bài kinh đó, Đức Phật nói với các thầy: quá khứ không tri tầm, tương lai không ước hẹn, tuệ quán chính ở đây. Cái chết đến bất ngờ không thể nào mặc cả. Mặc cả tức là trả giá. Diêm Vương đã định canh ba chết thì chẳng cho ai chờ tới canh năm. Mình không thể nào nói khoan để tôi đi tiệc về rồi tôi chết. Không có. Có một bà cụ bảo quỳ trước tượng Phật, bà nói: Nam Mô Di Đà Phật, bao nhiêu công đức con tu hành, con xin nguyện Phật cho con mai mốt đau dây chết giờ. Con chú tiểu chú nghe vậy, chú phóng ra phía sau tượng Phật, chú đứng, chú nói: được rồi, về chuẩn bị đi liền. Bà nghe vậy bà nói: ô con quên, con chưa cưới vợ cho ông Út.
Cho xin con, cho con xin đau một giây chết một giờ. Vậy mà hễ nói là chuẩn bị đi liền rồi bắt đầu mình có cớ mình đình trệ. Cho nên cái vấn đề ở đây là chúng ta thực tập. Ở trong Phật giáo là quan trọng là thực hành. Còn những gì chúng ta nghe, chúng ta đọc, chúng ta thấy, biết đều là lý thuyết. Nhưng mà không thể không có lý thuyết. Cũng giống như mình nấu ăn, không thể không có công thức. Đọc cái công thức, nhưng mà sau đó rồi chúng ta phải thực hiện những gì trong công thức chỉ. Và từ khi chúng ta thực hiện, chúng ta có kinh nghiệm nhiều hơn. Khi mà chúng ta là một người nấu ăn giỏi thì không nhất thiết đi đâu phải cầm cái quyển sách nấu ăn theo. Chỉ cần người ta nhờ mình vô nấu, mở tủ lạnh ra nhìn sơ là biết sẽ nấu món gì, căn cứ vào những gì đã có sẵn. Một vị thiền sư không bao giờ đi đâu cũng cầm tọa cụ bồ đoàn để chứng minh mình là thiền sư. Vì thiền sư là biết thiền rồi thì ngồi đâu, đứng đâu, làm gì cũng thiền hết. Một người niệm Phật mà đạt tới đỉnh cao của niệm Phật là thân tâm nhất như với câu niệm Phật thì không nhất thiết lúc nào cũng có sâu chuỗi để lần. Một bác sĩ giỏi thì không lúc nào cũng đi đâu phải có cái kéo kèm ống chích theo. Vì khi người ta té, ông biết cách nào để đỡ lên cho người ta. Ví dụ biết ta gãy xương thì biết làm cách nào đó. Cho nên một cái người mà đã đi tới cái chỗ thuần thục thì tự nhiên sống được như vậy. Và nhờ đâu? Nhờ sự thực hành. Cho nên trong Phật giáo quan trọng nhất là chuyện thực hành. Cho nên chúng ta thường có cái câu tu hành đó. Chữ tu là chúng ta tiếp nhận. Bởi vì tu là phải học. Tu học, tu hành. Muốn tu là phải học. Muốn sửa là phải học. Học cách sửa, sửa làm sao? Rồi bắt đầu hành. Thưa đại chúng, mà có nhiều vị sẽ hiểu lầm là tu là cạo đầu như quý thầy, ăn chay như quý thầy, không cần. Tu là chúng ta chỉ cần xác định mình là người đệ tử của Phật, đang tiếp nhận những pháp môn mà Đức Phật dạy mình để mình chỉnh sửa những cái tật của mình. Chỉnh chút thôi là đỡ liền à. Này, cái ly nước này nè, để vậy nè, nó méo xẹo nhìn nó xấu, chỉ cần lấy cái tay chỉnh nó vậy thôi nó ngay. Con người mình y hệt như vậy đó. Chỉ cần chỉnh cách ăn nói của mình chút thôi là mình dễ thương. Chỉ cần chỉnh cái cách mà mình đối xử với người ta thôi là mình dễ thương. Cũng giống như mình ăn một cái tô súp mà nó lạc, chỉ cần một chút muối thôi là tô súp nó ngon liền. Mà lỡ tô súp nó mặn quá, chỉ cần vắt một miếng chanh vô thôi thì tô súp nó nhẹ lại liền. Vì chất chua nó làm giảm chất mặn. Mà nếu ai không ăn chua thì chỉ cần có một miếng nước sôi để vào thôi, tự nhiên nó ngon liền. Ở Việt Nam có một số người, người ta ghiền bột ngọt. Mà đi ăn ngoài tiệm nấu không đủ bột ngọt. Đi đâu cũng xách gói bột ngọt theo. Vô kêu một tô phở, tô bún gì là móc gói bột ngọt để vô quậy đều lên là ngon. Thì mỗi người chúng ta nên có một gói bột ngọt kiểu đó. Giờ thưa đại chúng, chứ chữ bột ngọt đây muốn nói là gì? Là cái sự tỉnh thức chánh niệm của mình. Bất cứ hoàn cảnh nào, hễ mà lạc thì chúng ta thêm, hễ mà mặn thì chúng ta giảm. Mà cũng thêm, thêm cái gì? Thêm miếng nước, thêm miếng chanh để nó giảm cái mặn, để nó giảm cái ngọt. Hễ mà nó lạc quá, thêm miếng muối, thêm miếng đường thì nó vừa ăn. Và có những lúc khi mà chúng ta thêm, nghĩa là chúng ta bớt. Thêm cái gì? Thí dụ như chúng ta thêm giờ ngồi thiền thì chúng ta bớt thị phi. Chúng ta thêm là mỗi tuần chúng ta thêm 2 tiếng đồng hồ đi chùa thì chúng ta đỡ được tiền đi shopping. Chúng ta chỉ cần giảm 1 điếu thuốc, 2 điếu thuốc mỗi ngày thì chúng ta sẽ giảm được cái tiền. Không ai bắt mình phải bỏ thuốc ngay, nhưng mà chúng ta nên tập giảm là vừa. Mà ngay bây giờ quý vị thấy không, mở gói thuốc ra cũng có một câu khai thị đàng hoàng. Breast cancer, lung cancer. Trời ơi, cái câu thiền ngữ nó nằm ngay chân gói thuốc á. Mở ra thấy vậy mà vẫn lấy bỏ vô miệng. Thì mình, hay là mình thấy rằng một cái ly rượu, hay là một cái, bây giờ mình thấy mỗi lần mà đi đánh bài về
thua tiền là mình đã bực rồi, về nhà bị cằn nhằn nữa. Cho nên thấy mỗi lần mình đi đánh bài về là hoàn toàn không hạnh phúc. Thế thì tại sao chúng ta phải cứ làm một cái việc mà người ta khổ, mình bực? Mình bực, mình tốn tiền, mình bực, mình phải nghe lải nhải. Thay vì mình đi chùa ha, mình đi làm việc thiện á, vợ cũng sẽ tụng mình, nhưng mà tụng kinh chứ. Kinh này là kinh thiện, kinh thập thiện. Còn mình mà đi đâu mà không đúng rồi về, cái vợ cũng tụng, mà tụng mấy kinh này mình không thích nghe. Ở chùa hay đùa với nhau là tụng, tụng kinh. Bị la là cũng một hình thức tụng kinh. La từ sáng tới chiều là khai kinh, rồi kinh, rồi tới tối rồi đi ngủ kêu hồi hướng. Thưa đại chúng, thì chúng ta nghe cái bài kinh của Phật: quá khứ không truy tìm, tương lai không ước vọng, quá khứ đã đoạn tận, tương lai lại chưa đến. Chỉ có pháp hiện tại, tuệ quán chính ở đây. Tuệ quán là chữ quán là gì? Quán là nhìn sâu. Khi chúng ta biết lấy cái trí tuệ để chúng ta nhìn sâu vào mọi sự, mọi vật, thì chúng ta sẽ biết buông bỏ bớt. Và tiếng Việt mình rất phong phú nha. Buông nè, bỏ nè, dục nè, quăng nè, liện nè, vất nè. Mình muốn xài chữ nào xài, cái nào cũng hạnh phúc hết. Mình qua xây qua đây mình nói quăng, qua anh kia mình nói dục, qua anh kia mình vất, tới đó mình bỏ, mình liện. Cái nào cũng làm cho mình nhẹ hết. Không ai bao giờ muốn để bịch rác hôi trong nhà. Và trên thực tế là nhà nào cũng có thùng rác. Sự thật là ai cũng có những cái nỗi niềm. Và bây giờ đã đến lúc chúng ta biết được những nỗi niềm đó, đã tới lúc nó lên meo rồi, thì chúng ta bắt đầu phải cột bỏ nó bớt. Hồi sáng này chùa bị complain, hàng xóm complain. Hàng xóm ghi một tờ giấy thiệt bự gửi qua chùa: tại làm sao mà những người hàng xóm ở đâu không biết mà cứ tới moi cái rác của chùa hoài. Hàng xóm bực quá, bởi vì nửa khuya anh cũng tới, ban ngày ban đêm anh tới, mà mỗi lần anh tới anh bưa, anh mở mấy cái bao rác ra rồi là anh để lung tung. Cho nên Pháp Hòa cứ nhắc trong chùa hoài, mấy thầy mấy chú, ai đi đổ rác làm ơn bỏ thẳng vô cái thùng rác, đừng có để ở ngoài. Rồi bây giờ phải làm theo cái ổ khóa nữa, khóa chặt lại, đừng để rác nó bay mùi. Đó, thì hôm nay chúng ta học một cái bài học là con người của chúng ta có một cái thói quen, một cái tật là chúng ta cứ quên những gì chúng ta cần nhớ, mà cứ nhớ những gì cần phải quên. Mình đi ngược vậy đó. Quý vị, bây giờ quý vị, nãy quý vị tụng bài kinh, quý vị thấy hay không? Bài kinh hay quá chừng. Thôi thì bây giờ thấy câu nào hay á, đừng có học nhiều, học cứ một lần 4 câu được không? Đệ tử biết trong tâm thức bao nhiêu hạt tốt lấp vùi, hạt giống thương yêu hiểu biết và bao hạt giống an vui. Nhưng vì chưa biết tưới tẩm, hạt lành không mọc tốt tươi, cứ để khổ đau tràn lấp làm cho đen tối cuộc đời. Rồi mỗi lần cái gì mà nó xảy đến với mình, tự nhắc mình câu vậy đó. Rồi bữa nào mà mình đi theo những cái bóng dáng mà mình kêu là hạnh phúc thì nhớ gì? Suốt ngày rủi rong tìm bắt. Mình tối ngày mình cứ đi tìm những hạnh phúc, cái bóng dáng. Cho nên thưa đại chúng, cái bài kinh nãy mình tụng đó, bài kệ, bài sám nãy mình tụng đó, quý vị học bằng cách là mình chia đoạn ra học, hay là 4 chữ, 4 câu. Học cứ học như vậy thôi, mà thay vì mình phải nhớ những cái gì mà người khác, nổi cái bài quy nguyện thôi. Học tha thứ bao dung cho tâm tư nhẹ nhõm, hai câu thôi. Sáng cho người thêm niềm vui, chiều giúp người bớt khổ, hai câu thôi. Sáng cho người thêm niềm vui là từ, chiều giúp người bớt khổ là bi. Từ bi mà diễn đạt bằng hai câu đó đó. Bởi vì bản chất của chữ từ nghĩa là cho người ta niềm vui. Bản chất của chữ bi nghĩa là giúp người ta giảm khổ. Cho nên mình nói miệng hoài từ bi mà không biết từ bi thực hiện bằng cách nào. Thì bây giờ diễn tả, kinh đã cho mình hai câu đó một cách thiết thực. Từ là sáng cho người thêm niềm vui, bi là chiều giúp người bớt khổ.
cứ sáng cho người niềm vui, chiều giúp người bớt khổ là hạnh phúc lớn. Đệ tử nguyện sống cuộc đời thiểu dục, nếp sống lành mạnh an hòa, cho thân thể kiện khương. Thân thể mình kiện khương là vì chúng ta biết sống an hòa, quân bình với cuộc sống. Xin chia sẻ với đại chúng một cái bài kinh ngắn về cái sự. Cái bài kinh này có cái tên là Nhất Dạ Hiền Giả. Nhất là một phải không? Dạ là đêm. Hiền giả là cái người biết sống, cái người đang tu tập. Cái người đang tu tập mà tu tập pháp môn gì? Pháp môn này là sống mỗi ngày, chứ không có ngày hôm qua mà cũng không có ngày mai. Sống an trú trong giây phút hiện tại. Thưa đại chúng, thí dụ bây giờ Pháp Hòa nói là hôm nay là ngày mấy, thì cái chữ hôm nay là ngày mấy nó liền thành quá khứ. Quá khứ nó đi qua từng giây mà, từng sát na mà. Thì Pháp Hòa nói chào bác, thì cái chữ chào bác nó liền lập tức nó đi vào quá khứ. Vậy thì cái quá khứ mình nắm bắt không được, cái tương lai mình cũng không nắm bắt được, mà thậm chí cái hiện tại cũng không nắm bắt được. Cái hiện tại là tích tắc là nó đi ra quá khứ. Vậy thì chúng ta phải làm gì đây? Thấy nó như là, chứ không có. Mọi sự diễn biến như là, đang là, chứ không có thêm thắt gì nữa. Cho nên tiếng Anh nói rất là rõ, dwelling. Dwelling, ngay giây phút, trụ trong giây phút này. Dwelling in the present moment. The past already passed, the future not yet come. Present moment is a wonderful moment. How can it become wonderful? Because you know how to live, drowning yourself in the present moment. Mà cái present là cái gift, hiện tại là món quà. Tại vì tiếng Mỹ là present và gift là một chữ. Vậy là present is a good present. Cái sự hiện tại là một cái món quà tốt nhất, is a good gift. Và mỗi ngày chúng ta mở mắt ra, chúng ta sống là chúng ta nhận được một thùng quà. Cái thùng quà này đã có 24 giờ trong đó, 24 món trong đó. Và tùy nghi chúng ta sử dụng. Chúng ta sử dụng như thế nào để món quà này không trở thành vô nghĩa. Có nhiều ngày chúng ta cứ la cà sau đó mà hết ngày. Trời, hồi đó Pháp Hòa có làm bài thơ. Chúng ta cứ bận la cà vì hai chữ thị phi, rồi tốt với xấu nó đè nặng vai mình như hai cái gánh nặng như chì. Ngày hết rồi, đêm hết rồi, thì thử hỏi chúng ta được gì trong đêm vắng. Chúng ta quên hẳn đi một ngày vui có nắng ấm, có lá vàng, có gió mát bao la. Vì thị phi mà tái đành phải bỏ qua, và cứ thế la cà trong một kiếp. Rồi cuối cùng chúng ta tìm ra một chân lý là tốt với xấu làm sao cho mẫn tiệp. Cái xấu mà mình nêm, mình kêu nó là xấu mà lại tốt của người. Cái tốt của người lại là cái xấu của mình. Thì vậy thì trên đời này tốt xấu phải trái không bao giờ nó mẫn tiệp, nó đi được với nhau. Cái mình cho tốt thì người ta cho xấu, thì bận lòng gì. Thôi thì bây giờ cái gì nó xảy đến thì chúng ta nhận nó như là. Không có một đứa con nào nó muốn nó dở hết, đứa con nào nó cũng muốn nó tốt hết. Nhưng mà có nhiều khi cái môi trường, bạn bè, cuộc sống đã đẩy nó vào đó. Mình làm cha làm mẹ, mình không ôm ấp được nó, mình không có bảo bọc được nó, thì xã hội này ai ôm nó nữa. Cho nên giờ đứa con nó nhó như thế nào thì cái người đầu tiên phải ôm ấp và chấp nhận nó là cha mẹ và gia đình. Thậm chí có những đứa nó bệnh hoạn, nó khù khờ, nó thiếu thông minh, nó chậm lụt, mình cũng phải ôm nó vì nó là của mình. Nhiều khi nói theo Phật giáo là gì? Nghiệp của nó mà nợ của mình. Cái nghiệp nó phải gánh. Rồi giờ nó về đây mình không thể gánh nó thay thế những cái đó, nhưng mà mình không buông nó được thì mình phải lo cho nó. Mà lo cho nó là mình nợ nó, mà nó phải chịu những cái đó là nợ của nó. Mà mình với nó không có duyên sao tự nhiên nó tới với mình.
Cho nên trên đời này ắt hẳn phải có cái duyên. Nhưng mà duyên gì? Nếu chúng ta buồn phiền tức tối la rầy nó hoài thì mình tạo cái ác duyên, cái nghịch duyên với nó. Còn mình chấp nhận nó, hoan hỷ chăm sóc nó, tự nhiên nó làm cho cuộc đời mình nó thoải mái hơn. Vẫn lo nó mà không có gì buồn hết, vì nó là con mình. Từ 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 cái nghiệp đó nó giải. Cho nên chuyển cái nghiệp thành cái nguyện là vậy đó. Thay vì mình phải khổ đau mình chăm sóc, bây giờ mình nguyện mình chăm sóc. Rồi con người bây giờ chỉ biết lo vật chất, kim tiền, nhưng mà người ta không nghĩ đến cái đạo đức. Hồi nghèo á thì đạo đức cao, mà cái hồi giàu rồi cái đạo đức nó giảm, nó lạ vậy đó. Tại sao biết không? Tại cái thời mà cái thời nghèo khổ thì con người người ta sống bằng cái tình. Còn khi người mà nhiều của quá, người ta sống bằng cái gì? Sống bằng tiền. Người ta nhìn nhau bằng cái ăn mặc. Có nhiều khi á, cái người đó tốt xấu không biết. Thấy người nào ăn mặc người ta quánh giá người ta. Cho nên quý vị nhớ là gần đây đó, giống như người ở hải ngoại mình đó, bây giờ mình ở đây riết đó, tự nhiên mình ăn mặc cũng bình thường. Trừ khi nào mình đi tiệc tùng gì dữ lắm đó, mình mới ăn mặc một cái bộ đồ cho nó có vẻ nó sang trọng. Chứ còn thậm chí bây giờ mình đi chơi, đi travel, nhiều khi bộ đồ mình nó cũng xề xòa lắm. Mà cái người bên phía Á Đông á, thì ta sống theo kiểu kia quen rồi. Hễ đi chơi là phải mặc đồ cho xịn. Cho nên mà hễ người nào mặc đồ mà thường thường vô, nó quánh giá bằng cách là nó không dòm. Một hôm trước Pháp Hòa đi hai cô chú đó, mặc cái quần sọt bình thường vậy đó, nó mặc đồ thường vậy thôi. Vô tiệm cái là ông hỏi máy chụp hình này nhiều, cái ông đứng bán á, ông nói đừng có hỏi, tôi nghĩ anh mua không nổi đâu. Nói vậy đó. Thì cái anh, cái người kia mới nói á, anh làm ăn mà anh khinh người như vậy á là anh không có làm ăn được. Anh đừng có nhìn người ta qua một bộ đồ mà người ta anh đánh giá. Phải không? Thật ra nhiều khi trong cuộc sống của chúng ta, cái hồi xưa các vị hay dùng cái từ là thượng nguyên với hạ nguyên đó, là để nói đến cái chu kỳ, cái thời gian mà con người sống, cái đạo đức nó, cái tình thương, cái đạo đức nó giảm đi. Và các vị hay dùng cái từ như vậy. Thời mạt pháp tà cao hơn chánh. Mạt pháp là gì? Theo quan niệm là trong Phật pháp á, Phật pháp nó có ba thời kỳ. Một là chánh pháp, hai là tượng pháp, ba là mạt pháp. Chánh pháp á, là cái thời kỳ thiền định kiên cố, nghĩa là con người sống ai cũng biết tu tập, và người ta chỉ cần tu tập là người ta có sự thành tựu lớn. Tại sao? Tại vì cái thời đó thiện tri thức rất là nhiều, đặc biệt là Đức Phật cận bên, có gì thì người ta hỏi nó dễ. Không, mà hơn nữa đó, khi mà mình tu tập á, mà mình giảm đi những cái không liên quan đến sự tu tập, lúc nào nó cũng hay hơn. Pháp Hòa nói ví dụ vậy nè, mình muốn học bài mà bây giờ ở TV kế bên, internet mở kế bên, học thuộc không? Thấy ngồi thì cũng học đó, nhưng mà cái sự chú tâm nó không thể nào mà 100% được. Mà bây giờ mấy đứa nhỏ nó học bài mà trong tay nó đeo cái headphone nghe nhạc, tivi thì mở, tay thì nghe nhạc, phone đó check nhắn tin liên tục, làm sao nó đủ cái focus được. Nội cái ăn cơm thôi mà bây giờ cũng không còn ăn cơm một cách nghĩa là chú tâm nữa. Hồi xưa là gia đình ngồi ăn cơm với nhau, nhìn mặt với nhau nói chuyện. Giờ ăn cơm nhưng không nhìn mặt, nhìn phone đúng không ạ? Nhiều khi nó thấy bữa cơm ngon quá, cầm phone nó chụp cái kịch, xong nó quăng lên Facebook liền. 2 phút sau coi nó có ai nhắn gửi gì không. Rồi thí dụ như người nào mà người ta phone, người ta nhắn vô, ta nói ngon quá he. Kể là nó thấy vậy rồi thì nó phải trả lời liền. Nó ăn không, lát ghé. Nghĩa là ăn cơm với người đang hiện thực, nhưng mà không có nói chuyện với người trước mặt, nói chuyện với người ở đâu á. Thật ra mình mới thấy rõ ràng là cái sự chú tâm nó bắt đầu nó giảm. Rồi bây giờ á, con cái mình nhiều khi nó nói chuyện với mình mà nó không có nhìn mặt, và cái câu chuyện nó không trọn vẹn là vì sao? Nó bận nhắn tin với bạn đó. Nó trả lời mình nhưng mà cái tâm nó không hết lòng hết dạ ở trong câu nói đó. Thật ra mình mới biết rõ ràng là cái gì mà nó tăng trưởng thì nhất định nó sẽ bị chi phối. Cho cuộc sống mà
mình lo cái đó nhiều quá. Ở đây đạo Phật không có chỉ cho mình là đừng có mấy cái đó, không phải. Nhưng mà chúng ta thiếu đi cái chánh niệm, cái tư duy để chúng ta biết rằng lúc nào sử dụng nó, lúc nào cất nó qua bên và lúc nào không cần. Mình không làm được cái đó. Mà chính mình không làm được cho nên nó mở suốt 24/24, mà cái gì nó mở riết nó mau hư. Không, thỉnh thoảng phải on, thỉnh thoảng phải off chứ. Thỉnh thoảng giống như cái microphone vậy, mình không tắt nó hẳn, nhưng mình không mở nó on mà mình mute nó, thì nó sẽ ở một cái mức trung bình. Cho nên khi mà cái điện thoại nó hết thì mình chạc, khi nó đầy thì mình lấy ra. Đạo Phật không có chỉ cho mình cái cách sống là không có biểu là mình từ giả hết mấy cái đó, không phải. Rồi có nhiều người hiểu lầm rồi nói đạo Phật dạy cho con người coi như là không có tiến bộ. Nhưng mà đạo Phật á, thì hướng dẫn cho chúng ta biết quân bình trong cuộc sống. Cho nên tại sao có thượng nguyên, có trung nguyên, có hạ nguyên, là để nói đến một mỗi cái chu kỳ của cuộc sống này. Và nếu con người mình không có nhận chân được cái đó đó, bất cứ thời kỳ nào dù thượng nguyên anh cũng phải giữ cái mức trung bình, dù trung nguyên thì anh cũng giữ trung bình, mà dù hạ nguyên thì tâm anh cũng trung bình. Thì nguyên nào cũng được hết, nhưng mà tâm anh ở cái trung bình. Ví dụ hôm nào mình ăn cơm thiệt ngon, ăn vừa no cái nó khỏe, mà bữa nào ngon quá cái ăn gì, ăn lố cái ăn lát phát ách, ăn mệt muốn chết. Thấy không? Tại vì sao? Tại mình dễ dàng bị chi phối bởi cái ngon. Rồi hôm nào mà ăn mà ngã ngớn ăn không ấy là biết rồi đó, nghe sao biết không, dở quá. Thật ra mình, chúng ta là hãy cái gì ngon là chúng ta quá lố, mà cái gì dở là chúng ta bỏ, chúng ta không ấy. Nhưng mà cái thực tập của chúng ta là ngon, trung bình hay dở, mình ăn vừa chừng bữa ăn của mình là nó khỏe. Mình giữ được cái tâm đó. Thí dụ mình thấy người nào mà sang trọng, giàu có cái mình tiếp đãi khác. Mình thấy người nào lè phè cái mình tiếp đãi khác. Tâm mình phân biệt. Mấy cái tâm mình phân biệt là thế nào mình cũng sẽ bị phê phán. Người đó chỉ ngó người giàu thôi, chơi với người giàu thôi. Còn cỡ như mình là làm gì có cửa. Để mình bị người khác phê là bởi vì chúng ta không giữ được cái tâm trung bình của mình. Vì vậy mà một trong những cái cách giữ trung bình đó, đó là lý do tại sao khi Phật tử về chùa, trong Phật giáo Việt Nam đặc biệt là chúng ta ngồi ở dưới đất. Là bởi vì sao? Anh giàu có, anh như thế nào, bình đẳng với nhau hết là ngồi dưới đất. Trừ trường hợp người nào có bệnh, chân yếu vân vân, thì các vị đó ngồi ở một cái chỗ do cái bệnh, do bệnh duyên, do cái hoàn cảnh cơ thể. Chứ còn nếu bình đẳng thì các vị ngồi dưới đất hết. Ví dụ vậy đó. Rồi tại sao mình phải chế ra cái áo tràng để cho mọi người mặc? Anh mặc áo tím, áo xanh, áo vàng, áo đỏ, áo rách, áo gì cũng biết, nhưng mà khi vô tới chùa rồi thì mọi người cùng một cái áo tràng với nhau để giảm đi cái tâm phân biệt. Mà thông thường á, Phật tử đi chùa á, cơ thể mình, trên người mình hay là quần áo mình mặc đơn giản để chi? Để lúc ngồi rảnh với nhau khỏi cần xòe khoe gì hết, và không cần phải định nghĩa hôm nay chị đẹp quá, anh sang quá. Đi chùa là mình đơn giản. Mà hãy mình vô khóa tu rồi thì tất cả lại nó càng đơn giản hơn nữa. Vậy thì tại sao chúng ta tụng thời kinh trong cái lễ này? Thật ra hạ nguyên nó không nằm trong Phật giáo. Cái lễ rằm tháng 10 này nó không phải là một cái lễ gì của Phật giáo hết. Nhưng mà quý vị nhớ là đạo Phật á, là biết ứng dụng mọi pháp để biến cái pháp đó thành Phật pháp. Thật ra mượn cái rằm tháng 10 này cúng ở trong chùa, và nhờ đại chúng đi chùa tụng thời kinh ngang bài pháp để chi? Hạ nguyên rồi. Sáng nay Pháp Hòa thấy nhiều người cũng hạ nguyên lắm. Tại vì sao? Tại vì mình biết rằng ở cái độ tuổi mình tới một lúc nào rồi là mình muốn gượng gượng không nổi. Muốn gượng lắm, muốn tiếng lắm mà tiếng hết nổi rồi. Lòng muốn tiếng mà chân vừa thấy mỏi. Tim thổn thức nghẹn ngào lên tiếng gọi, nói nhỏ nhỏ như mình: tâm hồn ta còn trẻ lắm Xuân ơi. Mình nói với mình là mình còn mình muốn trẻ mình, nhưng mà cuộc sống sự thật là ở một cái tuổi đó rồi tự nhiên con người hết sức. Hồi xưa là mình có thể ngủ bất cứ lúc nào mà ngủ rất nhiều, tự nhiên đến một cái độ tuổi nào rồi ngủ ngày nhiêu 3 tiếng 4 tiếng là
thức chứ không còn ngủ nhiều như hồi mình còn trẻ nữa. Và thậm chí tự nhiên hồi xưa là ngủ ngon lành, giờ tự nhiên lâu lâu nó có mất ngủ một bữa, lâu lâu cái tự nhiên cả đêm không ngủ được, dù không lo không nghĩ gì hết. Chừng những cái chuyện như vậy thôi là biết là cơ thể mình đã đến lúc hạ nguyên rồi, phải không? Mà khi mình biết rằng cuộc sống mình á, trung nguyên là qua rồi đó nha, trung nguyên là qua rồi, đã đến lúc hạ nguyên rồi đó. Khi mà mình thấy trên đầu mình bắt đầu tóc bạc, râu bạc và da bắt đầu nó nhăn nheo, mình làm bây giờ cái hình này mình nhìn mình chụp ra mình thấy là mình bắt đầu đứng tuổi rồi đó, thì mình biết rằng mình đang ở cái thời kỳ trung nguyên và tới chuẩn bị đi tới hạ nguyên, chứ không thể trở về cái thượng nguyên được. Vậy thì tụng một thời kinh hay cúng bày để tượng trưng cho cái gì? Để tượng trưng rằng dù bất cứ nguyên nào, mình ráng giữ mình cho trung bình. Giữ trung bình là gì? Tâm mình không có nao núng bởi những cái cảnh duyên, bởi vì đây là cái sự thật, các pháp nó đang diễn biến như vậy. Cho nên Ngài Vạn Hạnh Thiền Sư, Ngài dùng cái chữ nhậm vận. Nhậm vận thạnh suy, vô bố quý. Có nhiều cách dịch lắm. Có nhiều người, có nhiều vị dịch là thấy việc đời đi mãi. Thì có nhiều người sẽ dịch là thân như bóng chớp chiều tà, cỏ hoa tươi tốt thu hoa rụng rời. Xá chi suy thịnh sự đời, nhậm vận thịnh suy, không có sợ. Thấy đời lên xuống lòng không sợ. Rồi có người nói thấy, có người nói suy nghĩ tất cả sự vật, ngồi yên để sự vật nó đi ngang, nó đi ngang. Rồi mình ngồi yên để mình thấy mọi việc nó đi ngang. Quý vị nào hôm nào mình đi downtown, mình đứng ngay một chỗ thôi mà mình thấy mọi việc nó đi ra trước mắt mình vậy. Mọi con người đi qua đi lại vậy. Chỉ có khi nào mình dừng lại mình mới thấy được những cái điểm đó. Hồi đó đó mình còn trẻ đó, mình hăng lắm. Cái gì không đúng là mình bụp liền. Thời gian sau cái bắt đầu mình ở cái tuổi mà tuổi trung niên cái bắt đầu mình dừng lại. Biết rồi. Tại sao biết không? Bụp người ta bụp lại chứ ai dễ gì để cho. Ta đâu có dạy gì. Cho nên rồi mình thì sức thì yếu, mà bụp người ta hai cái ta mạnh hơn, ta bụp tới bốn cái là ba phần là lỗ. Thôi sau này biết không, ai mà nói gì không phải nhắm thôi, nó tự bo con quá thúc tai lại. Lúc này thượng quân rồi đó. À, mình hạ nguyên rồi, mà từ cái hạ nguyên mình sống bằng cái kinh nghiệm. Khi mình còn trẻ đó mình rất là hăng, mà khi mình đến cái tuổi trung bình rồi á, bắt đầu mình điềm đạm, và đến cái tuổi già rồi á, mình sống bằng cái sự tĩnh lặng. Hồi nhỏ mình thích lễ lộc lắm, mà đến một thời gian rồi là thôi giờ có cũng được, không có cũng sao. Mà tới tuổi già rồi á, càng yên lắng càng thích. Tại sao? Tại vì bắt đầu đến cái tuổi đó rồi thì mình thấy rằng sự tĩnh lặng mới là cái rốt cuộc. Hồi Pháp Hòa mới ở chùa, hay là mình mới vào trong chùa mà tổ chức lễ lộc là mình thích lắm. Tại sao? Với đông đảo nó vui. Đến bây giờ rồi á, thôi có cũng được, không có cũng sao. Bắt đầu biết ngán rồi. Cho nên có một vị thiền sư ngày diễn đạt cái chỗ mà đón giao thừa của ngài. Thuở nhỏ chưa từng hiểu sắc không. Lúc nhỏ mình còn chưa có hiểu được cái chỗ cao siêu đó. Thuở nhỏ chưa từng hiểu sắc không. Xuân về cảm thấy rộn trong lòng. Lúc trẻ là mình sống theo cái tài liệu đó đó. Phải không? Nhưng mà đến khi mà tuổi già bắt đầu thấm á, chiếu trải vườn thiền đón ánh hồng. Giao thừa không cần phải pháo nổ, không cần phải múa lân nữa. Tôi chỉ cần một cái gối, tôi ngồi lặng lẽ trong thiền đường thôi, tôi cũng là một hình thức đón xuân đó, trong cái tĩnh lặng, cái nhẹ nhàng đó. Và chính mình bây giờ cũng vậy. Bây giờ ví dụ bây giờ hồi mình hồi nhỏ đó, biểu mình ăn cơm với nước trà dễ gì mình ăn. Trời ơi, tôi thấy mấy bà cụ mà ăn cơm với chuối là tôi quải rồi. Nhưng mà tự nhiên đến một lúc mình
hết răng rồi. Bây giờ thấy chả giò là biết ngó đó thôi. Thấy bắp rồi biết ngó thôi, thí dụ vậy đó. Và già rồi bắt đầu thích gì biết không? Ăn khoai lang. Ăn chuối. Hỏi sao vậy? Mềm dễ ăn. Nhưng mà hồi trẻ kêu mình ăn không? Không. Tại vì đối với mình trẻ là mấy cái này ăn ngon lành gì đâu mà. Và hồi đó mà thấy người ta nấu thức ăn mềm rui là không ăn nổi, sợ lắm. Rồi khi mà em chưa đến tuổi đó nha, đừng em nói vậy tưởng em giờ thích đồ mềm. Mai bốn cái dịu luộc mềm rụi cho ăn chắc chết. Nhưng mà không phải nói đây quý vị để ý có phải không? Khi mình trẻ là mình thích những cái món giòn, món ngon, thậm chí là ăn dầu ăn mỡ, ăn đồ chiên là rất ngon, rất thích. Đến một lúc nào rồi cái tuổi của mình rồi là thấy là sợ. Có nhiều người lớn tuổi rồi là ăn chè vô cái là đường nhiều rồi là tối khó ngủ. Thấy không? Mà hồi trẻ mình ăn chén chè tỉnh bơ. Thậm chí trẻ hồi lúc trẻ trước khi mà đi ngủ là phải ăn một bụng cho no nê, mà no ngủ mới ngon, no ngủ mới nê. Bây giờ là nhiều khi ăn no quá ngủ không được. Và thậm chí hồi đó mình nằm xuống là mình ngủ, bây giờ nằm xuống phải một thời gian sau mới ngủ. Mà thưa đại chúng, nằm xuống mà 5-10 phút sau, nửa tiếng sau ngủ là còn phước đó nha. Có nhiều người nằm xuống cả đêm mà không ngủ được nữa, là mình biết rồi. Vậy thì một ngày cũng có 3 thời, sáng, trưa, chiều. Một tháng cũng có đầu tháng, giữa tháng, cuối tháng. Một năm cũng có đầu năm, giữa năm, cuối năm. Thì con người mình cũng có 3 thời kỳ là gì? Thanh niên, trung niên, rồi lão niên. Và cuộc đời này nó cũng 3 thời kỳ vậy đó. Thời kỳ hưng thịnh, thời kỳ trung bình và thời kỳ của sự sa sút. Và cuộc sống của chúng ta không ai mà không trải qua 3 thời kỳ. Có những lúc mình rất có tiền, có những lúc mình đủ ăn đủ xài, và có thậm chí có những lúc đồng không có dính túi. Có những lúc tiền rủng rỉnh trong túi, mà có những lúc cái tay mình nó rủng rỉnh thôi chứ còn không có đồng nào trong giỏ. Có những lúc tiền mình có rất là nhiều, mà có nhiều lúc kiếm một đồng không ra. Thật sự ra cuộc sống là như vậy. Cho nên chính thấy được những cái điểm đó, thấy những cái điểm đó rồi chúng ta tự ý thức. Ví dụ như hồi đó mình nhớ nhiều việc lắm, bây giờ tự nhiên sao nó quên. Và có những cái mình quên một cách rất là kỳ cục, như quên mà mình không chấp nhận được. Cái anh Phật tử đó mình mới hỏi tên ảnh xong, nói chuyện người ta ngon lành vậy, quay qua 5 phút sau không nhớ nổi tên gì, không nhớ nổi ông tên gì. Mà bây giờ mình nói ra mình quê chết. Nói ra mình quên tên ảnh mà mình quê, là tại vì mình mới hỏi tên người ta, nói chuyện ngon lành mà không nhớ nổi người đó tên gì. Rồi đâu chừng ngày sau hay nửa ngày sau mới nhớ được cái tên của người đó. Thì mình biết rằng nhiều đó thôi là mình biết là mình đã tới đâu rồi đó ha. Mình đã tới thời lúc có nhiều người ta hạ quân sớm lắm đó. Tại sao biết không? Đi nhanh thì mau về chứ gì đâu. Và sử dụng nhiều thì cái đó nó hết thôi. Vậy thôi. Cho nên cái bài á, quý vị nhớ cái bài không? Cảnh đời như đá mài dao, cả hai mòn hết có nào bền lâu. Cục đá mài dao mình nghĩ đời nào nó mòn phải không? Nhưng mà nó sẽ mòn. Mặc dù cây dao và cục đá mài, hai cái nó một trời một vực vậy đó. Nhưng mà đừng lo, trước sau gì cục đá mài dao nó cũng sẽ mài mòn. Cảnh đời như đá mài dao, thấy không? Cảnh đời nghĩ luống bi ai, khác nào hoa nở rồi mai hoa tàn. Cảnh đời khó nổi thở than, khác nào một đám rừng hoang mịt mù. Cảnh đời như lửa đốt dầu, cháy mau thì hết, có đâu còn hoài. Mình thắp nó nhiều thì nó mau tàn thôi. Cảnh đời nghĩ luống bi ai, khác nào hoa nở rồi mai hoa tàn. Cảnh đời như là ở cái bãi cát vậy đó, mình xây dựng một cái tòa lâu đài lên, nhưng mà một cơn nước đi ngang thì tất cả lâu đài đó nó sụp đổ hết. Cho nên có một người đó, người ta đã thấm thấu được cái chỗ đó, phải không? Em ơi, lâu đài tình ái đó chắc đâu có trên trần gian đâu. Tất cả những lâu đài đó nó nằm trên cát thôi, một cái cơn nước đi ngang thì nó sẽ hết. Cho nên đó, trong Phật Pháp đó,
Khi chúng ta làm một cái gì nó đều mang một cái ý nghĩa thâm sâu ở bên trong, như là cái lễ hạ quân này. Cái rằm tháng 10 này thật ra trong Phật Pháp thì nó không có, nhưng mà người Á Đông chúng ta đã quy định cúng một năm ba rằm, và nhà chùa đã tiếp nhận ba cái rằm này để trở thành ra ba cái, để trở thành ra một bài pháp cho tất cả chúng ta, để chúng ta quán chiếu. Con người mình cũng đã đến lúc. Có những vị hồi trẻ hoạt bát lắm, nhưng mà bây giờ về già rồi là ngồi không có còn nhúc nhích, không có còn gì nữa hết. Chờ hồi sáng này Pháp Hòa cũng thưa đại chúng vậy đó. Mới đây là mới ngày hôm bữa Pháp Hòa đi vừa ở bên Nhật về buổi chiều tối. Sáng ngày hôm sau, mấy tiếng đồng hồ sau là Pháp Hòa đã ra phi trường bay nữa rồi. Bay đi hồi bữa chiều thứ tư. Rồi về lại đây hồi khuya thứ sáu. Rồi ở đây ngày thứ bảy chủ nhật làm lễ đây, 3 giờ chiều ra phi trường lại. Rồi qua tới Mỹ, bay suốt đêm qua tới bển 5 giờ sáng. Xong công việc rồi là 5 giờ chiều thứ hai ra phi trường về lại. Và quý vị biết là mình đi mây về gió kiểu vậy đó. Và có những lúc công việc của mình gấp rút á, mà gặp cái người mà người ta cứ đi chậm chậm trước mặt mình là mình muốn lấn đi cho nó rồi, biết không? Nhưng mà những lúc như vậy các Pháp Hòa dừng lại, Pháp Hòa suy nghĩ, mai mốt này mình cũng sẽ như vậy rồi, ai chờ mình và ai lấn mình. Pháp Hòa suy nghĩ như vậy cái tự nhiên Pháp Hòa dừng lại. Mà mình dừng bằng thật sự, bằng cả cái tâm niệm tu tập của mình, chứ không phải là tôi ráng. Tại vì hồi lúc mà mình phải lui lại là mình bằng cả một cái quá trình mà phải lui. Nhưng mà khi mà mình có tư duy, có quán chiếu, có một chút tu tập trong đó thì tự nhiên vẫn là cái chậm lại, nhưng mà khác. Pháp Hòa ví dụ như mình lái xe đó, mình đang lái về cái người kia lấn ra xe mình, cái niệm đầu tiên là gì? Bực lắm. Và có nhiều người không có kềm chế được cái bực là mắng cho nó một câu, theo như phim Tàu nghe, đi đầu thai hả? Phim Tàu mà ai mà lái xe ẩu mà đang lái nó nhào ra nó đi bộ vậy, cái mình quay cửa kính xuống chửi nó một câu, mày muốn đi đầu thai hả mày? Rất là bình thường của thế gian. Nhưng mà khi mà mình có sự tu tập rồi á, thôi chắc người ta có chuyện gấp. Chắc người ta có chuyện gấp. Mình gấp làm gì, mình hơn làm gì chỉ một chiếc xe. Mà trong khi đó mình cũng phải sau lưng cả ngàn chiếc xe chứ mình có hơn gì đâu. Cho nên nhiều lúc đi sắp hàng cái có những vị biểu, thầy này ráng lên trước này, ra lên ông này thôi. Trước có một người mà đứng sau lưng cả ngàn người cũng vậy thôi à. Thế nên nhiều khi mình có một chút vậy. Cho nên cái cách của Pháp Hòa tu tập á, là để làm sao mình an nhàn được với mọi cảnh á, mình quán chiếu bằng cách như vậy. Pháp Hòa ví dụ như nhiều lúc á, mình phải làm việc gì cho ai mình cực lắm, mệt lắm. Nhưng mà cái tâm này là mình sẽ khởi lên, mình được cơ hội phụng sự kết duyên lành với chúng sanh. Tất cả việc gì chúng ta làm là kết duyên với họ, chứ không hề có phục vụ ai, không hề có tôi đòi cho ai cả. Phục vụ kết duyên. Mà mình kết duyên như vậy á, thì duyên duyên bất tiệt. Có đời nào mình mất duyên đâu. Đi tới đâu mình cũng không được người này lo thì cũng người khác lo. Tại sao có những người người ta cần, người ta muốn người ta tới mà không ai tới hết, mà còn mình bao nhiêu người ta tới người ta nhờ. Phải có cái duyên. Phải có cái duyên. Cho nên quý vị thấy không, mấy vị Phật Bồ Tát á, sợ mất duyên với chúng sanh lắm. Ông nào cũng phát nguyện chúng sanh vô biên thệ nguyện độ hết. Còn mình sẽ phát nguyện khác, chúng sanh dễ thương con mới độ, chúng sanh dễ ghét để người khác độ. Cho nên cái ông thầy mà ông phục nguyện, ông hồi hướng đó, phổ nguyện pháp giới chúng sanh đồng thành Phật đạo, bà thí chủ bà khiều cái áo ông thầy, thầy hồi hướng nhiều quá rồi, chồng con hưởng nhiêu. Thầy tụng con thời kinh, thầy hồi hướng cho chồng con, rồi cuối cùng thầy nói hồi hướng cho tất cả chúng sanh nữa, rồi con sợ nhiều một ít quá rồi chia rồi chồng con hưởng gì. Ông thầy cũng nói không sao đạo hữu, mình mở cái tâm lòng mình rộng như vậy á, phước lớn lắm. À bà nghe cái bà khoái liền, bà nói dạ vậy thì cũng được, nhưng mà thầy nhớ chừa cái bà hàng xóm ra. Cho là pháp giới chúng sanh là ai cũng được trừ cái bà hàng xóm.
Chờ quý vị nhớ câu chuyện mà Tôn Ngộ Không mà leo lên trên trời mà mượn cái lòng bàn chụp sư phụ mình lại đó. Nhớ không? Trong cái phim Tây Du Ký á, khi mà cái chùa đó đốt cháy hết rồi, sợ sư phụ bị cháy, mượn cái lòng bàn. Đó là để nói lên cái tâm niệm. Nghĩa là cũng còn chút tu tu chứ chưa có thành tựu được á, là mình vẫn của tôi. Cho nên có chữ của trong đó, đó là nó khổ. Cho nên không rồi có một vị mới nói thầy tôi. Cái một đạo hữu khác mới nói nhớ là thầy tôi thôi nha, đừng có thêm chữ của ở giữa nữa cho nó tách. Thầy của tôi. Mà cái gì có của trong đó đó, chữ của ai đó là nó khổ. Còn thầy tôi tức là my teacher thôi. Thấy không? Còn nếu mà có chữ của là of me mà không phải of của người khác, cái đó nó nguy. À, cho nên là thôi thì hôm nay trong cái buổi sinh hoạt này, Pháp Hòa chỉ muốn thưa với đại chúng là cái sự tu tập của chúng ta tùy theo cái sự quán chiếu tư duy. Và tất cả các pháp, mọi hiện tượng trên thế gian này là một pháp chứ gì. Mà khi chúng ta có một pháp, có Phật pháp rồi đó, thì chúng ta sẽ biết nhìn các pháp, tiếp nhận các pháp và chuyển hóa các pháp. Người đó người ta đưa cho mình một ký gạo, mình biết nấu ăn thì có thể xay gạo làm bột, có thể nấu cơm, có thể nấu cháo, có thể làm ra các món ăn do cái túi gạo đó. Còn không biết nấu ăn thì người ta đưa túi gạo và thậm chí ta đưa luôn cả những vật khác cũng không biết làm. Cũng như thế, chỉ cần chúng ta nắm được cái then chốt của Phật pháp là chánh niệm, tư duy, chánh tư duy, chánh niệm, thì bất cứ cái gì người ta trao cho mình đều tiếp nhận một cách chính đáng. Dù cái pháp đó không hay, nhưng mà mình thấy, mình tư duy, mình thấy rằng tại vì người đó không có pháp nào khác hơn pháp này, thì bây giờ quan trọng là mình, quan trọng là mình tư duy như thế nào, mình chuyển hóa này như thế nào. Khi mà chúng ta có chánh tư duy, có chánh niệm.